Những cái nhà mà mới hoàn thiện thô thôi, sau đấy thì em hoàn thiện lại và cắt nhỏ ra để cho thuê những cái căn nhỏ nhỏ, phòng nhỏ ấy. Ở đâu? Ở Hoàng Mai và Hoàng Mai. Nhưng mà là trong khu đô thị hay trong nhà dân? Ở trong khu đô thị, nhưng mà như khu đô thị đấy nó cũng kiểu mới, nó chưa hoàn thành. Vâng. Biệt thự hả? Chứ không phải liền kề hả? Là nên liền kề. Biệt thự thì số phòng nó sẽ ít. Vâng. Nên là liền kề thì cái việc mà chăm lo cho quang cảnh xung quanh nó sẽ không bị mất nhiều thời gian, công sức và tiền của cho việc quang cảnh xung quanh. Ví dụ em chỉ để cái góc sân nó bẩn phát, nó có muỗi, có rán, có chuột, đúng không? Liền kề thì nó một là có ít, hai là không có cái đó. Thì bây giờ là cái ý tưởng ở đấy của em nghe vẻ là còn khả thi hơn cái ý tưởng của bạn đấy đấy. Vì lý do là như này, nhưng cái điều quan trọng nhất ở đây nó lại là vấn đề gọi là chi phí và thời gian hoàn vốn. Để sửa một căn nhà, ví dụ như đồng chí Toàn nói ở Xuân Phương ấy, Hút Vân Canh Hoài Đức ấy, thì hiện tại gần cao đẳng FPT cho thuê, với các bạn bên mình cũng đã khảo sát rồi, và đấy là mục tiêu của bên mình đang phấn đấu mua một cái tài sản ở đấy đấy để lại đấy. Thì bây giờ nó thường là 100m, như xây dựng của nó chỉ là 75-80m thôi, đang là mỗi tầng 2 phòng, và nếu như giả sử mà tối đa thì ở đấy là nó sẽ được 9 phòng nếu mình cải tạo, còn nếu không thì nó thường là chỉ là 7 phòng thôi, nguyên trạng. Thì nếu như giả sử mà để mà trồng tầng hoặc là thêm phòng của bạn thì bạn sẽ mất rất nhiều chi phí. Đâm ra mình sẽ không khuyến khích bạn trồng tầng hoặc thêm phòng, mà bạn sẽ ngăn phòng và tận dụng những cái không gian. Ở đây câu chuyện là như này này, nếu là mô hình đấy bạn hãy làm thô cho mình và chỉ làm vệ sinh và điện nước thôi, và toàn bộ hệ thống tường và nền bạn hãy để thô, đúng không ạ? Và bây giờ trong xây dựng nó có rất nhiều giải pháp để đề co cũng như là lên những cái nội thất mà đơn giản mà không mất nhiều tiền. Và bây giờ giới trẻ nhiều khi nó lại thích sống hoang dã, đúng không?